Và trong ngày 17 tháng 2, đã có thêm các tỉnh Gia Lai, Phú Yên, Tuyên Quang, Lai Châu cùng nhiều tỉnh thành khác cho học sinh ở nhà học trực tuyến sau Tết để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các địa phương cho toàn bộ học sinh các cấp tạm dừng đến trường, yêu cầu nhà trường dạy theo đúng chương trình với hình thức phù hợp như dạy học trực tuyến. Đợt dịch đầu năm ngoái, toàn bộ học sinh sinh viên trên cả nước cũng đã phải chuyển sang học online trong khoảng 3 tháng. Tới nay, cả nước đã có 9 học sinh sinh viên và 1 giáo viên mắc COVID-19.